Nhận định bóng đá Wolverhampton với Liverpool. 3 giờ ngày 16 tháng 3, Liverpool đã nhìn thấy tia sáng cuối đường hầm bằng thắng lợi 2-0 trước Leipzig tại Champions League hôm giữa tuần. Có thể tin rằng với những tín hiệu tích cực đã thể hiện, cộng với việc chỉ phải gặp một cục đang sa sút, Liverpool sẽ có 3 điểm trên sân khách trong trận đấu sẽ diễn ra vào rạng sáng mai. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tại Anfield vẫn luôn là nỗi thất vọng của Liverpool. Trận thua 0-1 trước Fulham ở vòng 27 đã là thất bại thứ 6 liên tiếp tại sân nhà của đội bóng này. Nhưng trên sân khách lại là một bộ mặt hoàn toàn khác. Liverpool dường như đã thoát ra khỏi áp lực, thoát ra khỏi cái rớp đá sân nhà tệ. 5 trận xa nhà gần nhất, Liverpool thắng tới 4, ghi tổng cộng 11 bàn. Trái ngược với thành tích chỉ có tổng cộng một pha lập công sau 6 trận toàn thua tại Anfield. Hôm nay sẽ lại là một chuyến đi khác, mang lại những hy vọng về một cuộc hồi sinh với Liverpool. Những hy vọng ấy đã chớm nở trong chiến thắng mang ý nghĩa tinh thần trước Leipzig ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Nói mang ý nghĩa tinh thần là bởi với 4 liếng 2-0 ở lượt đi, Liverpool hoàn toàn có thể cho phép mình được hòa hoặc thua tối thiểu một bàn. Nhưng không, họ vẫn vào trận với quyết tâm cao nhất và thành quả là thắng lợi 2-0 trước một Leipzig đang xếp thứ 2 tại Bundesliga. Qua đó đi tiếp bằng chiến thắng chung cuộc 4-0 ở màn trình diễn này. Salah đã có bàn thắng đầu tiên sau tròn một tháng im tiếng, trong khi Man cũng biết tìm lại cảm giác ghi bàn. Diogo Jota cũng tìm thấy sợi dây liên lạc với các đồng đội ở tuyến trên, đánh dấu trận đấu hay nhất của anh kể từ khi tái xuất sau chấn thương. Trong khi đó, hai trung vệ dự bị là Kabak và Phillips đã trải qua 90 phút thi đấu xuất sắc, ngăn cản rất nhiều tình huống tấn công của đối phương. Với những tín hiệu vui ấy, Liverpool được kỳ vọng có thể mang sinh khí từ Champions League vào trận gặp Wolverhampton hôm nay, trước là để chấm dứt mạch hai trận toàn thua ở Premier League, sau là để cứu vãn cơ hội dự cúp châu Âu mùa sau. Everton đã thất bại trong trận đấu sớm, do vậy nếu thắng Wolverhampton, The Kop sẽ vươn lên nhóm dự Europa League. Dẫu biết đó không phải là cái đích cuối cùng của họ, nhưng chắc chắn sẽ là bước đệm để họ trở lại mạnh mẽ hơn, qua đó cán đích ở top 4 vào cuối mùa, đúng như mục tiêu Jurgen Klopp đã đặt ra cho các học trò. Wolverhampton thường gây ra khó khăn cho các đội bóng lớn trong 3 mùa giải gần đây, nhưng bây giờ họ đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, phần vì lối chơi bị bắt bài, phần vì mất đi các mắt xích không thể thiếu trên hàng công bán Jota cho Liverpool. Raúl Jiménez chấn thương dài ngày, Wolverhampton giờ đây trở lại bộ mặt của một đội bóng trung bình yếu tại ngoại hạng. 10 trận vừa qua, họ chỉ thắng 3, trong đó có chuỗi 3 trận mới nhất không thắng. Hàng công cùn mòn đang là điểm yếu của Wolverhampton. Từ chỗ vận hành trơn tru với Torre, Jiménez, bây giờ Wolverhampton tấn công rất đơn điệu, thiếu ý tưởng. Đó là lý do từ đầu mùa đến giờ, họ mới ghi được 28 bàn, kém đội xếp dưới Southampton tới 5 bàn. Việc mất trung phong Jiménez dài ngày đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của Wolverhampton. Họ có thể lên bóng tốt ở hai cánh, nhưng khi tạt vào không có ai tiếp cận đường bóng. Thiếu tiền đạo mục tiêu, Wolverhampton coi như mất đi nanh vuốt của mình. Trong khi người được họ kỳ vọng nhất lúc này là Adama Traoré thì đang mỏi mòn đi tìm bàn thắng. Anh đã bịt ngòi ở Premier League trong 46 trận, và ngay cả khi đạt phong độ cao nhất, Wolverhampton vẫn chưa bao giờ là cơn đau đầu của Liverpool. Minh chứng là 8 lần gặp nhau gần nhất tại Premier League, Wolverhampton toàn thua Liverpool. Thậm chí họ chỉ có tổng cộng 2 bàn thắng ở chuỗi 8 thất bại này. Thời đỉnh cao, Wolverhampton có thể hạ Chelsea, Man City, nhưng mỗi khi gặp The Kop là họ đều mất điện. Với tương quan ấy, cộng với việc Wolverhampton tiếp tục vắng hai trong số các chân sút tốt nhất của mình là Jimenez và Foden, có thể tin Liverpool sẽ cá cúp khải hoàn rời sân Merlion ở lần gặp nhau thứ 100 trong lịch sử của hai đội. Dự đoán cuộc với Liverpool 0-2. We'll be right back.